2, 1, 차징! 끝! 탑 스피너! 탑 스피너! Mau dậy đi nào, đừng bỏ cuộc. Chúng ta không thể cứ thế mà lùi lại được. Nếu mình và cậu ở bên nhau, thì dù có mệt mỏi thế nào cũng đều chịu được. Chúng mình chính là những người chơi mạnh nhất. Chờ đó, hãy chờ đó, chúng mình đến đây. Chúng mình chính là những người chơi mạnh nhất. Chờ đó, hãy chờ đó, chúng mình đến đây. Chúng mình chính là những người chơi mạnh nhất. Chờ đó, hãy chờ đó, chúng mình đến đây. Top Spinner. Top Spinner. Top Spinner. Xin chào, tên mình là Xuyên nè. Chúng mình đã được vào vòng tứ kết giải vô địch thế giới, nhưng Jay và Sona đều vô cùng lo lắng về kỹ năng cốt lõi. Hả? Julie đã xem trộm cuộn giấy ở giỏ đường nhà Chen sao? May là họ tha thứ và coi như không có chuyện gì xảy ra đó. Con bé Julie thiệt là. À mà nghe nói Chen đã cho Jay xem kỹ năng cốt lõi của cậu ấy. Ước gì mình cũng có thể cho Sona xem được nó. Đối thủ của mình là Logan sao? Lại là trận đấu đầu tiên nữa chứ. Cả hai chúng ta cứ đấu thử hoài thì cũng sẽ có ngày đối đầu chính thức với nhau trên sân đấu thôi. Coi như chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút vậy. Dạ. Kết quả cuối cùng rồi sẽ có ở giải vô địch thôi. Không đâu, tôi không tham gia giải đấu. Ủa, thiệt hả? Cậu mạnh như vậy mà, sao lại... Tôi nói rồi mà, tôi là đối thủ tập luyện của đội trưởng. Sứ mệnh của tôi là giúp đội trưởng giành chiến thắng cuộc thi. Cậu có thật sự ổn với chuyện đó không hả? Nhìn vào một cái là biết cậu là phụ tá của Logan rồi. Thực lực của cậu tốt như vậy, cậu không thấy hối tiếc chút nào sao? Từ lúc đăng ký tham gia giải vô địch thế giới thì em đã quyết tâm rồi. Được rồi, cùng cố gắng đến cùng nào. Ta thực không ngờ có ngày hai đứa thi đấu với nhau ở giải vô địch Top Spinner thế giới. Nếu ba của cháu còn sống thì ông ấy sẽ nói gì đây? Tập 16, điều mà Genja mong ước. Ừ, qua bên kia chơi đi. Wow, hay quá vậy ta. Này, nhìn chỗ kia kìa, mình muốn chụp hình chỗ đó. Ba. Tốt lắm, cứ thế rồi thổi bay nó đi. À, phá vỡ nó đi. Tận cùng của sự hủy diệt. Này, đây là Top Spinner mới đó. Nó tên là Goridia. Của con đó. Ba sẽ cho con cái này. Giờ thì đừng khóc nữa nhé. Sao vậy con? Bột con không thích nó hả? Con sợ bị trách mắng nên mới như vậy phải không? Nghe kỹ này, Chen Ya. Bổn phận của con là giúp cho cậu chủ Logan có thể trở thành người chơi Top Spinner giỏi nhất thế giới. Cho nên,
Đến bây giờ con đã tập luyện rất chăm chỉ và học được nhiều cách chơi top spinner rồi. Thua trận là điều đương nhiên thôi con. Tuyệt đối không được cố gắng đánh bại cậu chủ. Mình đi qua bên kia đi. Wow, hay quá đi. Chê nha, ba của cháu làm việc cho công ty của con trai ta nên mới như vậy. Lúc nào ba cháu cũng nghe lời cháu trai ta. Có lẽ ba cháu cũng sẽ giúp Logan nói với cháu là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chiến thắng. Nhưng mà ba cháu có nói điều này với ta, thực ra thì ba cháu cũng muốn cổ vũ cho con gái của mình. Dạ. Cho nên là cháu không cần phải từ bỏ đâu. Hãy cho Logan một trận thua nhớ đời rồi mang cúp vô địch về nha. Ba ơi, con nhất định sẽ dùng món quà Brilla mà ba tặng để đánh bại anh Logan. Hãy cổ vũ cho con gái của ba nhà ba ơi. Alo, con nghe đây. Ba nghe ông nội nói đối thủ trận đầu tiên của con là Zenya sao? Dạ, đúng rồi ạ. Vậy là may rồi. Con có thể dễ dàng vào vòng trong mà không cần đấu cũng được. Nhưng mà có vẻ không hay cho lắm. Dù sao thì con bé Zenya cũng không thật lòng muốn vào vòng trong đâu. Thôi thì cứ chiến đấu nhẹ nhàng thôi. Vậy con cũng có điều này muốn nói với ba. Gì đó? Ngay cả khi người ta thật sự nghiêm túc muốn đấu với con thì con cũng không thể nào thua được đâu ba. Trời ơi, hình như ta nói mấy lời không đâu rồi thì phải. Xin lỗi con trai. Thôi, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, ba cũng vậy nha. Chà, các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa nào? Giải vô địch Top Spinner Thế Giới lần thứ 122 xin được phép bắt đầu. Vậy thì bây giờ tôi xin giới thiệu lại một lần nữa những tuyển thủ đã lọt kỳ vòng tứ kết nha. Shin, tiến lên. Billy, đẹp quá anh ơi. Billy Francois, tôi sẽ chinh phục trái tim của các bạn. Tôi yêu em. Francois dễ thương dễ quá. Thương quá. Jay. Trời ơi, trời ơi, làm gì mà trời vậy trời? Thấy ghê, ghê quá. Quá. Thôi ngay đi, thôi cái kiểu bắt chước đó đi. À, đúng là không cản nổi mà. Và cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu. Cặp đấu đầu tiên chính là Jessica và Logan. Anh Logan à, tôi sẽ ngồi đây theo dõi xem anh sẽ làm như thế nào. Từ nhỏ em đã là đối tượng tập luyện của anh rồi. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là em biết hết ưu nhược điểm của anh đấy, Logan à. Đã nạp xong. Em ấy định dùng dây kéo điện sao? Để giúp anh chiến thắng Troy, em đã tập đấu với anh bằng chiêu thức của Troy. Justin, sút! Nhưng mà hôm nay, em sẽ đối đầu với anh theo cách của riêng mình. 3, 2, 1. Jazin, shoot! Jazin, shoot! Mới vừa bắt đầu thôi mà cả hai đối dung vụ đã lưỡng lớn rồi. Anh Logan là người có cách chơi để đối phương tấn công thỏa thích trước. Sau đó, ngay khi họ cạn kiệt năng lượng, anh ấy sẽ kết thúc trận đấu bằng kỹ năng cốt lõi. Mình đã tạo ra một chiêu thức để phản công chiêu kỹ năng cốt lõi ngọn lửa rồng của anh Logan. Độc bộ hóa 120%, bão tuyết vô thường. Hãy chặn lại mọi sức mạnh, bất tường lửa. Chết
già đã tấn công một cách vô cùng tàn bạo, nhưng Logan đã phòng thủ hoàn hảo. Zenya ơi, cố lên! Cố lên, cô làm được mà. Logan, chiến thắng! Logan, cố lên! Xem nào, ngay khi anh sử dụng kỹ năng cốt lõi đó, thì đó sẽ là thời khắc anh thua cuộc. Túc chí 100%, nhân đôi Bảo Tuyết. Hãy đốt cháy nó bằng ngọn lửa thánh, ngọn lửa rồng. Chính là lúc này, công suất 200%, tấn công phản kích hỡi Guerrilla. Đó là tấn công phản kích của Resilia. Flash Dragon đang bay trên kia, liệu có rơi xuống đất không đấy? Mình thắng rồi. Người chiến thắng trong trận đấu đầu tiên chính là Chen. Hãy sống dậy như Phượng Hoàng đi. Rồng lửa Phượng Hoàng. Chuyện này sao có thể? Lẽ nào lại có một cú lội ngược dòng ở đây? Các bạn đừng quá ngạc nhiên nha. Người chiến thắng trong trận đấu đầu tiên chính là Logan. Chuyện này, anh Logan từ lúc nào đã có tuyệt chiêu đó vậy? Mình đã nghĩ là cuối cùng mình cũng học được kỹ năng cốt lõi và bắt kịp mọi người rồi mà. Em đã nghĩ rằng em biết hết chiêu thức của anh. Cơ mà anh đã tạo ra một kỹ năng cốt lõi mới mà em không hề biết đến. Anh đi trước em một bước rồi đấy. Em thua rồi. Quả nhiên là đội trưởng của em. Sai rồi. Anh không còn là đội trưởng của em nữa. Là đối thủ mới đúng. Trận đấu thứ hai của vòng tứ kết giải vô địch thế giới đã bắt đầu. Đây sẽ là trận đấu giữa Francois và Chen. Hai người sẽ thi đấu với nhau như thế nào đây? Không biết ai sẽ thắng đây ta. Không quá đi mất à? Nhưng mà hôm nay thể trạng của Chen có gì đó kỳ kỳ. Chen, cậu làm gì vậy? Mau tỉnh lại đi, không là thua trận đó. Tập tiếp theo của Top Spinner quả nhiên là thần tượng đỉnh cao. 3, 2, 1, Charging Shoot. Giống như ngôi sao lấp lánh kia, ước mơ của cậu cũng đang tỏa sáng. Quay đi, ước mơ ở đây nè. Quay đi, giấc mơ của cậu đang gọi cậu đó. To the top, hướng về phía nơi cao kia. Spin round, đến tận cùng thế giới. Quay đi, những giấc mơ đang tụ hội. Quay đi, tôi thấy hy vọng của cậu mà. To the top, hướng về phía nơi cao kia. Spin round, đến tận cùng thế giới. Spin round, đến tận cùng thế giới.